Hello, xin chào mọi người, mình Phạm Vương đây. Chúng ta tiếp tục đến với giải đấu DNK. Đây sẽ là một trận đấu thuộc vòng bảng Gamma, cuộc đối đầu giữa CBT và GGII. GGII chúng ta đã quá biết so với cái việc drama, với cái việc drama mình đã up ở cái trên Facebook rồi. Mặc dù giải đấu đã kết thúc nhưng mình cũng sẽ trả video đầy đủ thông tin về từng trận đấu giải để chung vui với mọi người. Và CBT sẽ là team của Tiger. CBT team Tiger, còn GGII sẽ là team của rất nhiều hảo thủ, đó là Ikoma, đó là YoYo, thậm chí có cả Nagi. Và team của Tiger họ không ăn được CBL thì tôi nghĩ đây là sẽ là một trận đấu khó cho CBT. Chắc chắn là như vậy rồi. Cá nhân tôi như thế, còn bây giờ về map đấu đi, chúng ta cùng điểm qua về những cái đơn vị lính và map đấu đi. Rất nhiều Herbert Deer đã được cả hai bên sử dụng. Và bên Tiger thì họ đang chọn cực kỳ nhiều kỵ binh, mang cả cung chó đến từ vị trí của bên team Tiger, đến từ anh chàng sát thủ kia, mang một Chevalier và một cung chó. Một sự lựa chọn Chevalier ở server đấu giải, liệu nó có gây được cái sự bất ngờ gì không? Hai Chevalier và ba Chevalier, thậm chí là bốn Chevalier. Tôi chưa biết đây là map gì nha, vì đang là chữ chung. Thế tôi chưa hiểu cái sự lựa chọn Chevalier, nó đang Avita rồi mà. Là Hidden City, một cái map đấu mà GI đã bị rất nhiều team tố về việc bớt cửa. Chúng ta cùng chú ý đến cái cửa, nơi mà rất nhiều team tố cáo đi. Còn cameraman của chúng ta của hôm nay sẽ là anh chàng Boyan, một VTuber của không biết Trung Quốc hay Đài Loan nữa. Vì anh ta sử dụng tiếng Trung thực sự thì phồn thể rồi. Đây là tiếng Trung phồn thể thì phải. Chúng ta hãy cùng đến với trận đấu thôi. 1240 binh sĩ tấn công với cả 1441 binh lính phòng thủ. Số lượng lệch phải nói là rất cao đấy. Lệch đến 200 lính. Một cái map Hidden City cổng chính là nơi, phải nói là nơi rất là xảy ra nhiều giao tranh, và cổng chính sẽ là một địa điểm nóng. Và chúng ta thấy là ngay lập tức là bên phòng thủ cũng đã có những cái sự quan tâm ở khu vực cổng chính rồi. Mở cổng và đẩy ra một đạo ư. CBT ở bên phòng thủ, họ đẩy ra một đạo dân binh để tạo ra những cái sự nhiễu loạn. Nếu mà tạo nhiễu loạn này để có thời gian để họ đặt Kuvarin, chính xác là như vậy rồi. Đạo dân binh này sẽ khiến cho các thành viên bên tấn công sẽ phải bận rộn một chút để tạo điều kiện cho có cơ hội đặt Kuvarin. Chiến thuật của CBT sẽ là thủ chắc A, nhưng tôi vẫn chưa hiểu bằng đấy đạo Chevalier để làm gì. Nếu mà thủ chắc A thì họ lấy nhiều Chevalier như thế để làm cái gì nhỉ? Tôi chưa hiểu cái con kỵ binh huân tước được CBT sử dụng nhằm với mục đích gì. Chúng ta cùng đến đi, nhưng tôi nghĩ là khả năng cao là cũng sẽ sử dụng thôi. Bởi vì dùng nhiều kỵ binh cùng với Chevalier như thế thì khả năng sẽ là ép ra ngoài để chống cái cổng chính. Nhưng mà cổng chính này thì nó hẹp lắm, đi hết một đường thì nó thực sự là không nhê. Hình như có bên Victory dành cho Đao Khiên Võ Vệ đến từ bên công. Hãy cùng xem cái kế hoạch ra sao. Phòng thủ đang đạt được 6 pháo, còn bên tấn công thì đang đạt được 7 pháo. Đã 3 lần G. Lại là đẩy tiếp theo, đúng vậy. Đẩy từng đạo, đây là con ngựa 5 mùa này. Đạo ngựa 5 mùa này sẽ xuất trình ra ngoài để diệt địch và G ngay lập tức thôi. Vẫn đang là xuyên qua, đó là ba đạo. Cửa thì luôn mở mà. Complete Victory, nhưng có một đạo Advanced Counter lại, một đạo là không đủ ở đây. Tiếp tục trà kỵ tiếp. Chiến thuật của CBT đã được định hình. Họ thủ cứng A bằng cách là một nửa đội hình tế kỵ binh ra phá quấy. Một nửa đội hình còn lại sẽ công sự. Nhưng rõ ràng là họ sẽ đi, GGI họ sẽ đi được cái xe cổng phụ. Và một nửa đội hình ở trên thì làm sao mới để đỡ được. Họ đang nghiêng hết về cái phần sân cổng phụ rồi. Thích ứng rất nhanh đến từ GGI thôi. Họ cho CBT lấy cái cộng ở trước mặt. Họ di chuyển về đây. Sau đấy họ lên A và thậm chí đổi cộng của nhà đối phương luôn. Sau khi có được A rồi. Không, A chưa quay xong, A chưa quay hết nha. A mới quay được có 60% thôi. Bây giờ những người ở nhà phải phân công lộng tốt đến từ những đạo kỵ binh chia và liệu. Dồi ôi, Chevalier đi hết vào tường bên kia. Nỏ bắn cũng không tới đâu cả. Chevalier nỏ 2. Đây là Chevalier nỏ 2.
không nhê không nhê. Chevalier không có ngọc, bị nớp quá nhiều rồi. Chúng ta thấy không có một mạng tướng nào, không có một tác dụng nào. Tôi nghĩ là đạo Chevalier vừa rồi chắc ăn được 5 lính. Liên tiếp là những cái mạng thôi. Những đạo Chevalier ở hậu phương, nó đang không cầm chân được các thành viên của GGI. 13-10 và chúng ta có thể nhìn thấy đó là những thành viên của bên phòng thủ, họ đang chết dần chết mòn và leo về cũng không được. Bây giờ 13 người ở bên trong tòa thành, họ chiếm điểm B, sau đấy là có thể spawn ở trong thành. Ờ, thế thì kế đóng cả cửa cơ, nhốt không cho vào cơ, thế bây giờ như nào? Các ông leo thang lên đúng không? Chắc chắn là có những thành viên của ban đầu của CPT, họ phải xin chết, họ giấu quân, họ xin chết để mà họ có thể trở về bằng đường hàng không. Chết là trong thoáng chốc, tự nhiên có 7-8 người ở lại phải xin chết. Bây giờ lượng người thì mới đang hồi sinh có 10 người. Và bắt tham binh là đẹp hơn đến từ GGI. Phải nói là chuyển vế đổi dấu rất nhanh, biết được đội bạn tràn ra, chạy lên trên cầu thang, leo lên cái xe. Và quan trọng hơn là một nửa đội hình lại của CPT họ không phá được cái xe cổng phụ. Nếu mà làm chiến thuật này thì họ bạn phải phá được cả 3 xe ở lượt loạt 1 cơ. Nhưng loạt 1 chỉ phá được 2 xe. Thậm chí 2 xe ban đầu là không phá được, chỉ là kỵ binh ra quấy thôi. 2 xe ban đầu họ không thể, bên đội bạn không thể đẩy. Thế cái xe đầu tiên này leo lên từ tân bờ, tức là cái chiến thuật của CPT chỉ đúng một nửa thôi. Có nghĩa họ dùng kỵ binh hay, nhưng mà cái dàn ở nhà ấy, họ lại không có thời gian để họ bắn Kurin, bởi vì bị các tướng của bên GGI họ leo tường. Họ leo tường họ phá hết rồi. Đấy, thích ứng cực kỳ nhanh đến từ GGI. Và sau khi lấy được A quay nhanh xong, họ cho hai người cắp A, hai người đi chặn. Và sau đó đóng luôn cả cửa ở trên, thế là đạo ngựa không về được. Và lại phải đi xin chết. Đấy, một cái vòng tuần hoàn phải nói là rất nhanh, tôi nghĩ là nó chưa đến 5 phút đâu. Một cái pha giao tranh A vừa rồi, nó diễn ra đâu đó trong khoảng 2-3 phút thôi, mà đã có rất nhiều chuyện xảy ra. Và ý đồ có lợi hơn, không ai khác dành cho bên CPT. Không, là GGI, CPT họ sẽ gặp bất lợi. Bởi vì là đội hình của CPT, họ cầm quá nhiều kỵ binh. Quá nhiều kỵ binh thì làm sao mà họ có thể có lính ở trong bay được. Chúng ta nhìn thấy tạm thời chỉ để nhá hàng một đạo khiên hai để bay tơ thôi. Tiger à, không ai làm mồi thì bây giờ phải cắt cử một người làm mồi. Và một phần là phải đi né pháo nữa. Nhưng mà rõ ràng những cái hướng này thì GGI họ biết, họ sẽ cẩu pháo và họ sẽ chọn một góc đánh có thể gờ được. Cụ thể là cái vị trí chuẩn bị va nhau này, đã có một gờ rất xa, hình như là trượt tay thì phải, làm gì có gì ở đấy. Đây là một góc đánh có lợi hơn cho bên công. Nhưng mà CBT họ muốn va. Ôi, Chevalier kìa, Chevalier của Silver, anh ta chạc nhứ để bắn nỏ, nó cũng không có quá nhiều thương vong ở đây. G vào hết mái rồi, nhưng viên cuối cùng lại là đẹp. Bây giờ sẽ là ngựa của bên GI. Ngựa GI cũng đang bắt đầu vào đan nhau rồi. Đan lẫn nhau và có cả Edvan. Edvan của bên CBT họ vẫn đang làm tốt, nhưng mà có vẻ như chuẩn bị hết giáo rồi. Khiên tre là hay đến từ CBT. Đàn nỏ Chevalier vẫn đang bị bắn, cứ từ từ thôi. Đàn nỏ cứ không một ai gờ đến từ GGI, mà họ đang đánh giá hơi thấp cái đàn nỏ 2. Và bây giờ phải đầu tư lưu rồi. Rõ ràng nỏ 2 thì rất giấy. Đi vào cửa còn lại đến từ vị trí Yoyo, rộng rãi thoáng mát này, nhưng Yoyo đang đi một mình. Tướng của bên CBT đã bị vây và đang là lãi 2 mạng. Lãi 2 mạng thì cho GGI. Một đàn ngựa không tốt của Megamon. Bây giờ tiếp tục là ngựa tiếp theo của anh chàng nào đây. CBT đàn ngựa thứ hai đã bị chặn đứng rồi, bởi giao ý, bởi búa, bởi những tên counter track. Bây giờ chỉ là ngựa trong bầy thôi. Đấu ngựa liên tiếp trong bầy. 2 mạng này cho bên CBT, nhưng 2 mạng là không đủ, không có bộ binh giữ ngựa chạc xong, tướng ở lại chơi một mình với những con khiên. Nó là quá khó và phải dùng đến nông dân rồi. Anh chàng sát thủ này, nếu tôi nhớ không nhầm, anh ta mang một Chevalier, một ngựa mới và một đạo nông dân. Và bây giờ không có bộ binh để giữ, CBT phải dọn tướng nhanh bằng cái sức mạnh của kỵ binh, và họ vẫn đang làm đúng. 11-14 ở thời điểm hiện tại và 11-9, 13-9 rồi, với việc là hai tướng CBT vừa hồi sinh nhưng không ai nhảy cộng. Bây giờ vào nhảy cộng và xin chết đến từ một anh chàng búa của bên CBT, anh ta còn không vào được cộng cơ.
5 còn 5 lần G, 16 khẩu pháo, BCPT vẫn còn 10 khẩu pháo. Nhưng quan trọng là lính họ đang rất ít. Về mạng PK thì giao tranh vừa rồi là CPT họ đã gỡ lại được về mạng tướng. Tạm thời là Thiện chỉ thua Thiện đâu đó khoảng 3-4 mạng. Nhưng về cái đơn vị quan trọng nhất là lính, bây giờ lấy ai làm mồi bây giờ? Segula bây giờ anh ta để một đạo giáo 3, giáo Âu 3 để làm mồi ở trong gần base. Nhưng quan trọng là những thành viên khác bắt đầu có nông dân, bắt đầu có Alchemist rồi. Những đơn vị lính gây sát thương không còn quá nhiều nữa. Nagi đang ngó vào cái cổng chính. Nào, chạc ngay lập tức đến từ đao phiên võ vệ rồi, chạc xong ngồi. Phá trận thì là hơi muộn nhưng không sao cả, đang hơn lính. GGI nhập cuộc rất thoải mái. Đây là đàn ngựa 2 lao thẳng vào cái hoa cha đây này thì làm gì có sát thương. Chạc ngựa 2 trực diện rất tệ đến từ CBT. Họ cần phải làm tốt hơn điều đấy và chúng ta thể nhìn thấy kìa. Ném lọ của CBT GGI đã đến và toàn bộ bộ binh của CBT chết trong một nốt nhạc. Bây giờ đào ra tân ngựa chất lượng nữa. Lại là một tân ngựa phải nói là rất vu vơ đến từ vị trí của Tiger và không có cái mạng nào dành cho bên phòng thủ nữa. Những cái điểm yếu về lính bộ binh đã lộ ra rồi. Họ làm gì còn bộ binh đâu, chỉ toàn nông dân dân binh thôi. Những con kỵ chất lượng thì dùng từ đầu và dùng cho cái giao tranh ở gần bay. Họ cứu được đúng một lần duy nhất và sẽ là chiến thắng dành cho bên GGI. MVP gọi tên Ikoma và Tiger là MVP của bên CBT. Và chúng ta cũng chờ đến map đấu thứ hai thôi. Trước khi đấy chúng ta xem lại PK tướng. Úi dồi 31-9, quá lệch ở đây rồi. Với việc bị out pick, chiến thuật nó chỉ đúng một nửa thôi. Chúng ta cùng với đến với map thứ hai, Thanh Huyền Cơ. Lần này sẽ đổi bên CBT tấn công, GGI phòng thủ. Nhìn về lượng quân nào, cất bớt ngựa đi rồi, chỉ dùng một ngựa thôi. GGI thì sao? Họ có đến 4 người mang 4 người mang thuần bộ binh. Thậm chí đếm ở đấy là phần tuyến trên, còn tuyến giữa thì đó là 7 người, tổng cộng là 7 người mang thuần bộ binh. 7 người mang thuần bộ binh và anh chàng Hàn Quốc kia mang 1-2 kỵ. 8 người còn lại sẽ mang một bộ binh, còn 7 người sẽ không mang 8 người còn lại sẽ mang một kỵ binh, ít nhất là vậy. Còn 7 người kia mang thuần bộ binh. Và có những vị trí cầm cả giáo Herbert áo sắt lẫn cả giáo Edven để có thể counter bộ kỵ. Về cái lựa chọn phòng thủ này thì tôi đánh giá là bên GGI họ đang có nhiều giáo hơn so với CBT. Và CBT sẽ cướp bằng những tên dọn ngựa để trà giết được nhiều tướng, rồi lấy về lợi thế về mạng, sau đấy đi vào thay vì phải chống. Còn phòng thủ thì họ sẽ phải chống. Chúng ta nhìn thấy kìa, một sự vượt trội về linh 4. GGI họ pick hơn đến 400 ngựa con linh 4. Pick ít lính 5 đi một tí. Lính 5 thì thọt đâu đó thua thiệt so với CBT khoảng 120 lính 5. 122 lính 5 đi. 132 lính 5. Còn lính 4 thì hơn đến 400. Lại là một tình huống bắn tên. Vỡ đầu rồi. Một thành viên CBT đã bị cụt đầu. Kê cả thang phải gọi G. G vào đúng đàn khiên á. Đứng rất điếm, đứng một góc và chỉ trúng một viên. Thế thì không có việc gì phải lo. Leo tường nhanh. Nhưng đây là hai đạo Wu Wei. Vẫn muốn liều, ăn một quả bom. Nhưng mà T là hay. Kiếm khiên của bên CBT đánh hay đấy chứ. Lao lên lao vào tông khiên dũng mãnh để mà cản đi những chiêu combo 1-2 và bình tĩnh phá pháo chưa kìa. Nhìn chung thì kỹ năng cá nhân của thành viên CBT cũng như GGI họ đều là những thanh niên có kỹ năng cá nhân cao, biết chơi điện tử. Chỉ là chiến thuật và điều động của leader thôi. Chứ kỹ năng cá nhân của 30 thành viên này tôi nghĩ ai cũng là người biết chơi. Sẽ chỉ là ai vội hơn ai và ai sai nhiều hơn thôi. Tiger đã có mạng mở bát. Và bây giờ là cụ gọi G đến từ bên CBT. Bơm quân lên tường là rất nhanh, như là đi tranh đoạt lãnh thổ vậy. Camping chỉ là một cái vững thành đồng thôi, đó là cái unshakeable, gánh 500.000 điểm sát thương.
Bây giờ ép vào đến từ bên GGII, đạo hơi bơi áo sát này sẽ được bảo kê bởi Wu Wei, bảo kê bởi hai tướng, rất hỗn chiến ở đây, bất động như sợn dành cho đạo khiên 4 của bên CBT. Complete victory dành cho Nagi, nhưng bây giờ không có GG đâu rồi. Các chốt còn lại bên CBT họ all in ở cái xe này, họ chỉ để một người đẩy xe thôi, một người để cái xe ủi thành, còn lại là họ lên hết tháp công thành họ chơi, chơi một xe cũng được, họ không để hai xe còn lại luôn, họ muốn đảm bảo là không một ai có thể quấy. Nhưng có ai, anh cameraman Boyan ơi, bạn có thể quay camera ra cái cổng thành được không? Tôi không biết là cái xe cổng thành ra sao rồi. Giao tranh ở đây rất cam go, nhưng mục tiêu của bên CBT là cái cổng chính G. Tiếp tục G, nhưng cú G sẽ đi lệch địa chỉ khi mà đàn giáo đã advance, nhưng sẽ G trúng vào đàn Herbardier, cùng với đó là đàn khiên 4. G đẹp ở turn 2. Và xe ủi thành đâu? Xe ủi thành đâu? Xe ủi thành nãy giờ cứ dừng hay lại bớt rồi? Tôi chưa rõ thế nào nha. Khả năng cao thì đã bớt. Và bây giờ thì cứ chơi thôi. Dân binh đang đẩy và súng 4 đẩy lên tường luôn. Đạo co của GGI. Súng 4 là một lựa chọn an toàn. Súng 4 có mastery và bật cả Alchemist lên để câu giờ với đội bạn luôn. Cái xe nãy giờ vẫn đứng đấy. 7 phút 35 để tôi thử xem đến 6 phút 35 nó mà không tự hủy thì chắc chắn là đã bị bớt. Có một tướng đang ở cổng chính. Đây rồi, có xe rồi, cái xe vẫn còn thì không ai đẩy. Một cổng thì càng đánh càng thua thôi. Và với việc là tôi nghĩ là map Hyder City mà lỗi như này nên bỏ. Tạm thời bỏ cái map này bớt đi cho dễ sửa. Cửa vẫn còn, xe đã biến mất. Và ý đồ của CBT không thành công. Tôi không biết là có bớt không nhá, tại vì camera quay khuất. Bởi vì có thể, rất có thể là có một tướng đao khiên của bên GI anh ta ra phá nãy giờ. Bởi vì lúc nãy GI có một gài một cửa chính. Cho nên chúng ta không có tầm nhìn, không thể đưa ra nhận định sớm được. Chỉ là mỗi phỏng đoán thôi. Nhưng bây giờ tập trung hết được cửa chính này thì Long Bow, Nagi anh ta sẽ nhìn thấy rất nhiều thứ hay ho. Ngựa bây giờ đi lại lại thì cũng có lừa được đâu. Quanh đi quẩn lại vẫn phải vào chính. Nếu không muốn là phải ra cất đi. Chắc chắn là phải cất ngựa đi. 6 phút 25 giây. Quân của hai bên thì ngang nhau. Nhưng mà đừng quên là bên tấn công, à bên phòng thủ họ pick nhiều quân hơn nha. Bên phòng thủ họ pick nhiều lính 4 hơn. Hơn đến 300 lính 4. Lính 5 chỉ của bên GGI chỉ là ngựa thôi. Bây giờ đóng cổng lại để phá. Ok, tạm thời chơi điếm, nhưng mà cổng này sẽ bị phá vỡ nhanh thôi. Cổng vừa đóng. Công tác cổng thành công. Cổng đá vỡ. Bây giờ quan trọng là CBT làm gì với cái cổng này. Bởi vì là để khai thác được cổng này cần phải mở một giao tranh nữa. Đó là đẩy hy sinh đánh một tơn đánh cổng để tạo điều kiện cho hai cái xe này nữa cơ. Một xe là không đủ, hoặc là một xe phải phối hợp với một cổng thành, nhưng mà đấy là cái bài rất khó. Nó vẫn sẽ đẹp hơn nếu có một trong hai cái xe, cái tháp công thành ở hai bên tường phối hợp với dưới cổng thì nó đẹp hơn rất nhiều. So với việc ngồi đây, bây giờ Trang đang phải nghĩ rồi. Và rõ ràng là đã có sự chuẩn bị từ GGI. Không có xe cho nên họ cứ đứng hết dưới cổng thành. Nếu mà đi cổng phụ thì họ hoàn toàn có thể dễ dàng ứng biến được. Mọi thứ đang nằm trong bàn tay của GGI. Kiểm soát bản đồ phải nói cực kỳ tốt. Kiểm soát những cái lợi thế ở mặt trận phòng thủ. Và cứ có một Nagi lấy thông tin thôi. Không biết là bên GGI ai côn nha, nhưng chỉ có một Nagi lấy thông tin và một người ở cổng phụ thôi. Và bây giờ lại phải chia, lại phải kéo ngựa về, mất rất nhiều thời gian. Ngựa nãy giờ cứ đứng đấy xong lại phải đổi. Mà kể cả có giả vờ thì cũng không lừa được GGI. Giả vờ tế ngựa ra đây nhưng mà không đổi quân thì quân của GGI vẫn ở cổng chính là nhiều. Ở trên này họ sẽ đứng spam này. Súng bắn trước luôn, rất tự tin đến từ GGI. Gọi chép rồi. Gọi chép để bắt đầu câu hỏa lực, nhưng cái chép này nó lại không câu được đạo súng. Xây đồ trong tham binh nhà bạn luôn, ném cả lọ luôn, lọ tầm siêu xa.
Lọ này nếu tôi nhớ có khi đi tẩy đi đường ném xa để lấy hiệu ứng thôi chứ không cần đam. Chúng ta có thể nhìn kìa, quân của bên GGI họ rút, họ cho điểm ma. Họ cho điểm ma để có thể regroup đề phòng CBT có thể đẩy ngựa vào. GGI họ đang đảm bảo là ông có thể đi đến đây, nhưng mà ông không được vào cổng chính. Bây giờ mới bắt đầu cương turn 2 của Advan chỉ để câu giờ thôi. Đàn Advan vừa rồi của bên Camping sẽ không có quá nhiều nghĩa lý khi không có cái gì thêm vào. Advan counter hơi thừa thãi đến từ CBT. Họ đang cho Herbert chặt độ sáo đối phương Advan rồi. Advan counter rất thừa thãi, thế bây giờ đằng sau tính sao? Đằng sau này tính sao đây CBT ơi? Không còn Advan nữa, khiên bây giờ lại Advan về để cản chân Menadam. Lại phải bỏ quân mà chạy đến từ bên đỏ. Câu Advan phải nói là quá dễ dàng đánh cho GGI. Anh chàng solo điểm và Che Con Bi cũng đã đi. Bây giờ thay nhau nhảy điểm đến các tướng của GGI. Men đã đến, Lancelot đã đến. Đây là những đơn vị chất lượng. Đây là bộ binh 5 sao. Nó lại là câu chuyện rất khác. Và đó là hai cái mạng liên tiếp dành cho bên phòng thủ. Mất 5 rồi. Hai ông, mấy ông ngựa ở dưới không vào được đâu. Bây giờ lại phải vào liều. Bây giờ phải vào liều để xem ở dưới CBT họ qua được không. GGI có bao nhiêu đạo đây? Một đạo giáo ý phải nấp đi. Đạo giáo ý mỏng rồi, ok. Qua được đạo giáo ý, nhưng vấn đề điểm ba đã xong đâu. Bây giờ đẩy ngựa ra chơi với cả CBT luôn. GGI họ có 8 người pick một đạo ngựa nha. Đây sẽ là những đạo ngựa để đấu với cả CBT. Còn 7 người chơi thuần bộ binh, họ sẽ lại lên A. Phân công lao động là hay. Yo-yo anh ta vẫn còn đạo giáo cơ. Bây giờ đẩy còn 2 phút 12 chả làm gì. Thậm chí là thành viên của GGI họ còn xây ngược cái cầu thang bên tay phải màn hình một cái bắn tên để rỉa ngựa của CBT. Đó là một cái lưu chứ không phải là bắn tên. Đó, xây hai lưu chiếu ngược xuống. Hết bộ binh rồi đúng không? Vấn đề đó đã được lộ ra. Không có xe, không có xe và hết bộ binh. Bây giờ đi loanh quanh ở dưới cũng chỉ để xin thua. 1 phút 44 giây này chắc chắn là không biết làm gì đến từ CBT. Họ còn bộ binh không? Họ chiếm được cộng đấy. Nhưng họ lên được không? Đấy, một người già đã bị đặt đồ bắn. CBT họ để phân đều mỗi thành viên một ngựa. Trong khi đấy GGI họ phân rõ luôn là có 7 người chơi thuần bộ binh và 8 người sẽ pick một ngựa, và thậm chí có người pick hai ngựa nếu cần. Những cái vị trí đã được phân bố phải nói là rõ hơn so với việc pick đều. Và bây giờ lao lên hơi đơn lẻ đến từ bên tấn công. Sát thủ đã đi, anh chàng giáo này thì cũng may mắn rớt xuống chứ không thì cũng liệm. Đặt đồ ngược lại 58 giây, thời gian chắc chắn là không đủ. Chúng ta có thể thấy là cái cách triển khai GGI họ là một tuyển có kinh nghiệm hơn. Và ở bảng Gamma này CBT họ vẫn đang trắng tay với việc là chưa thắng ai. Có ba mỗi bảng 3 đội họ. Lần trước họ thua ECL rồi. Và lần này họ thua GGI. Hình như các bảng có thể đánh chéo vòng tròn với nhau nữa cơ nên tôi không rõ. Chúng ta cùng tập trung lại ván đấu ở đây khi mà 30 giây cuối cùng này chắc chắn sẽ là thời gian mà GGI mời CBT lên nhưng CBT không dám lên. Không còn bộ binh, đi chay như thế này là không còn bộ binh. Bất lực à? Thôi thì trận thắng là của bạn. Team GGI Ikoma tiếp tục giành chiến thắng. Xem ra những cái bài toán đột phá của bên Tiger nó vẫn chưa phát huy được hiệu quả. Tam liên trả một Tiger không có quá nhiều nghĩa lý. Và MVP của CBT 101 89 lính. Còn bên C là Nagi, GGI là Nagi. Anh ta không có mạng nhưng ăn đến 180 lính. Trời ơi, mạng PK là 21-10. Chúng ta thấy kiểm soát kinh chưa? CBT họ PK hơn, họ PK thắng nhưng về chiến thuật họ lại thua. Ở bên tấn công họ lãi 11 mạng tướng nhưng không có nghĩa lý khi họ không có bộ binh để lên. Và chúng ta đã kết thúc trận đấu này với tỷ số là 2-0 rồi. Hãy để lại like và bình luận, cùng với đó đăng ký kênh Liều Quốc để tiếp tục mình ra video nhanh nha.
Phạm Vương xin hẹn gặp lại các bạn ở video kế tiếp.